chào mừng các cậu đã quay trở lại với Way to Weird Cartoon. Trong các video trước về loạt hoạt hình về những nàng tiên Wing xinh đẹp, Wing Club, chúng mình đã cùng nhau lần lượt tìm hiểu ba cô nàng Musa, Stella, Techna của nhóm tiên nữ Wings. Lại một lần nữa quay trở lại với series Wing Club, nhưng trong video ngày hôm nay, chúng mình sẽ đổi gió một chút. Thay vì cùng nhau tìm hiểu về thành viên tiếp theo của nhóm Wings, chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về một nhân vật phản diện nằm trong bộ ba phản diện iconic nhất series Wing Club. Đây là một nữ phù thủy xinh đẹp nhưng cũng thật tàn nhẫn. Cô ta không ai khác chính là chị cả của nhóm Trix, IC. Để có thể biết hết tất cả những điều thu hút nhất ở IC, các cậu hãy cùng theo dõi hết video ngày hôm nay nha. Nào, không để mất thêm thời gian của các cậu nữa, chúng mình hãy cùng bắt đầu ngay và luôn thôi nào. Let's go. Ở mùa đầu tiên của loạt hoạt hình Wing Clubs, chúng ta được giới thiệu về kỳ phùng địch thủ của những nàng tiên. Đó chính là những phù thủy đại diện cho những khía cạnh xấu xa độc ác, học tại ngôi trường chuyên đào tạo các phù thủy là Cloud Tower. Có lẽ trong tưởng tượng của đại đa số khán giả, phù thủy thường là những nhân vật không chỉ đại diện cho cái xấu cái ác và sử dụng ma thuật hắc ám, mà họ còn là những người luộm thuộm và có phần kém sắc. Tuy nhiên, điều đó lại không hoàn toàn đúng trong Wing Club với bộ ba phù thủy đầy khả ái và gây ngất lòng người là nhóm Trix. Là chị đại của nhóm chị em xấu xa này, IC có thể nói là người có ngoại hình nổi bật nhất trong cả ba bởi mái tóc của cô ả. Nếu tóc của Darcy và Stormy nghiêng về những tông màu tối là nâu và tím, thì tóc của IC lại là một màu trắng tựa như tuyết, sáng bừng cả một góc trời. Tuy nhiên, để mà nói tóc của IC trắng hoàn toàn thì thực ra chưa hẳn, bởi trong một số phân cảnh, chúng ta có thể thấy khá rõ tóc của IC có hơi ngả về màu xanh nước biển nhạt và thậm chí đôi khi tóc của cô nàng còn có cả gầy line. Và như là một nét đặc trưng không thể thay thế, thì IC giống như Ariana Grande vậy, đã trở nên quen thuộc với người xem cùng với kiểu tóc đuôi ngựa buộc cao. Ngay cả trong các biến thể sức mạnh thì IC cũng không hề thoát khỏi tóc đuôi ngựa. Số lần chúng ta thấy IC trong các kiểu tóc khác có thể nói là vô cùng hiếm và đếm được trên đầu ngón tay. Ví dụ như lần cô ả hóa thân thành bà chúa tuyết trong câu chuyện của cuốn sách huyền thoại, hay lần cô ả lên sàn thi nhảy với nhóm Wings ở mùa 8. Vì là nhân vật phản diện, IC không có nhiều cơ hội thay đồ như nhóm Wings nên phong cách thời trang của cô nàng thực sự rất khó để nói. Nhưng với một người đẹp quyến rũ, đẹp sắc sảo, đẹp lạnh lùng như IC thì có lẽ mặc gì cũng đẹp cả thôi. Mặc dù gắn với mái tóc như thế kia xuyên suốt mấy mùa phim lận, nhưng các cậu thử nghĩ xem, nếu IC không chơi phép tẩy tóc sang màu trắng, bà vẫn giữ nguyên màu tóc khi vẫn còn là công chúa của vương quốc Diamond, thì có lẽ IC của hiện tại chắc cũng có thể mệnh danh là một phiên bản Wing Club của nữ hoàng băng giá Elsa tới từ nhà Disney. Cái tên IC đã nói lên sức mạnh của cô phù thủy này. IC có sức mạnh vô cùng khủng khiếp với khả năng kiểm soát băng tuyết hay thậm chí xa hơn nữa là cả cái lạnh. Phép thuật của IC không chỉ là những tia năng lượng băng giá mà cô ả còn có thể tạo ra cả những cơn bão tuyết, đóng băng mọi thứ dù cho đó là vật thể, con người hay thậm chí là cả một thứ nhiệm màu gắn liền với các nàng tiên là đôi cánh. Không chỉ vậy, khi nhận được sức mạnh của bà chúa tuyết, một trong những huyền thoại của cuốn sách huyền thoại, IC còn có thể đem tới cái lạnh vĩnh cửu, nhấn chìm cả thị trấn Fearwood trong băng tuyết, biến cả con người thành những bức tượng băng, mà một trong số các nạn nhân là anh chàng Helia. IC còn có thể tác động lên vương quốc của bà chúa tuyết trong thế giới cuốn sách huyền thoại. Bên cạnh sức mạnh nguyên tố của mình, IC cũng có thể sử dụng phép thuật khác như nhiều phù thủy, như hóa trang hay tạo ra các bùa chú. Không phải tự dưng mà IC được đánh giá 5 trên 5 điểm sức mạnh, cũng không phải tự dưng mà IC luôn là người có thể đánh solo với Bloom trong các trận chiến. IC với sức mạnh của mình và sự lạnh lùng tàn độc vốn có đã khiến cô nàng trở thành một kẻ thù đáng phải dè chừng của Wings. Trong trận chiến với Flora trong mùa 6 của Wing Club, sức mạnh của IC không chỉ dừng lại ở cái lạnh mà nó thậm chí còn có thể đại diện cho cả cái chết. Bởi IC đối đầu với Flora, người đem sự sống tới để hóa giải mùa đông ở Fearwood cho IC tạo ra. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ của IC, đó chính là cuộc tình diễn ra hẳn một mùa phim của cô nàng với nhân vật phản diện chính của mùa 5, đó chính là Chitanus. Mọi thứ bắt đầu khi cả hai gặp nhau ở một nhà tù bên dưới đại dương Andros. Mọi thứ khởi động khá là tốt đẹp, khi Chitanus cho Trick nói chung và IC nói riêng sức mạnh mà hắn cướp đoạt được. Còn IC thì cùng hai chị em của mình giúp hắn lấy thêm sức mạnh ô nhiễm, ngăn cản nhóm Wings và hỗ trợ hắn trên chặng đường chinh phục ngai vua của đại dương vô tận. Dẫu cho chúng ta vẫn luôn biết rằng, giữa những kẻ phản diện với tham vọng lớn thì tình yêu chỉ là một thứ công cụ để lợi dụng lẫn nhau. Song thật khó để nói giữa IC và Chitanus chẳng có chút hứng thú nào với nhau, bởi họ có rất nhiều khoảnh khắc lãng mạn với nhau. Chitanus chẳng tiếc mình bảo vệ IC và IC cũng sẵn sàng từ bỏ chị em để đi theo Chitanus. Nhưng cuối cùng, khi Chitanus có được quyền lực từ ngai vua của đại dương vô tận, hắn ta lại bị thứ sức mạnh khủng khiếp đó làm cho điên loạn và sẵn sàng thẳng tay loại bỏ IC. Và dù cho IC cũng có vẻ tiếc nuối khi bị lọt mất cơ hội trở thành hoàng hậu bên cạnh hắn ta, cô ả cũng sẵn sàng phản công lại Chitanus khi chị em của cô trở lại. Chuyện tình của IC và Chitanus tuy chỉ dài vỏn vẹn trong một mùa phim và cũng khó để nói xem đó là yêu thật hay lợi dụng lẫn nhau, nhưng nó cũng là một trong những vết tích đáng nhớ mà IC để lại trong trí nhớ của khán giả yêu mến Wing Club. Ghi danh vào danh sách những phản diện dài dẳng nhất mọi thời đại, IC cùng hai chị em của mình là Darcy và Stormy đã trở lại một lần nữa trong Wing Club vào mùa 8.
Tuy nhiên, khác với những thiết lập đã được tạo nên trước đó, trong mùa 8 này, nhà sản xuất đã thay đổi câu chuyện về Icy bằng cách thêm cho cô nàng một quá khứ đau thương. Trong quá khứ, Icy đã từng là công chúa của Vương quốc Diamond và có một người em gái tên là Sapphire. Khi đó, Icy hoàn toàn không giống như bây giờ mà là một nàng công chúa hiền lành nhút nhát với mái tóc xù. Vương quốc của Icy đã bị một mụ phù thủy phá hủy và nhấn chìm trong băng giá. Mẹ của cô, nữ hoàng vương quốc Diamond, đã bị đánh bại, còn người em gái Sapphire thì bị nguyền rủa trở thành một con cáo trắng. Từ đó, Icy nôi quyết tâm trở nên mạnh mẽ để có thể quay trở lại đánh bại mụ phù thủy kia và giải phóng quê hương cùng em gái mình khỏi lời nguyền. Xét riêng về câu chuyện này, chúng ta có thể thấy Icy có một quá khứ đáng thương và nhận ra mọi nỗ lực tìm kiếm trước đây của cô ta đều là vì khao khát giải thoát cho quê hương của mình. Cho dù khao khát đó đã biến Icy trở nên cao ngạo, ích kỷ và xấu xa. Tuy nhiên, khi xét tổng thể thì khi câu chuyện này được đặt vào mạch truyện của Wing Club, nó lại gây ra một sự mất kết nối trầm trọng với các phần phim trước. Trước tiên, nói về Trix, họ là hậu duệ của ba phù thủy cổ xưa. Bản thân chính khán giả chúng ta khi xem Wing Club cũng sẽ mặc định Icy, Darcy và Stormy là chị em ruột và cũng chính cha đẻ của bộ phim, cũng nói rằng họ sinh ba và có cùng ngày sinh nhật là mùng 5 tháng 5. Việc thay đổi xuất thân của Icy và trao cho cô ta một cô em gái ở mùa 8 đã khiến Trix trở thành chị em kết nghĩa và khiến câu chuyện về hậu duệ của ba phù thủy cổ xưa trở nên xa rời. Việc để ba chị em nhóm Trix là những kẻ ác từ trong trứng khi là hậu duệ của ba phù thủy cổ xưa và là chị em ruột của nhau có lẽ sẽ bảo toàn danh tiếng phản diện bấy lâu nay của họ hơn là tạo ra một quá khứ bất ngờ như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đây cũng không phải là lần đầu tiên mà nhà sản xuất khiến chúng ta tự hỏi về mối quan hệ của Trix. Trong tập 12 mùa 3, khi Trix rơi vào dòng nước mắt của cây liễu đen, họ đã bị trẻ hóa và bất ngờ trước hình ảnh của nhau lúc trẻ. Thứ hai, nếu tạo cho Icy một câu chuyện như vậy, phải chăng nhà sản xuất đã tẩy trắng quá lố cho Icy? Rõ ràng từ mùa 1 đến mùa 7, mục tiêu duy nhất và cuối cùng của Trix luôn có được sức mạnh có thể thống trị vũ trụ phép thuật. Và họ làm như vậy vì tổ tiên của họ cũng từng làm như vậy. Họ làm như vậy vì họ sinh ra để làm như vậy, sinh ra để làm việc ác. Rõ ràng sự độc ác chính là thứ làm nên ấn tượng của khán giả với Trix nói chung và Icy nói riêng, nên nếu tẩy trắng cô ả như vậy thì thực sự sẽ là một sự hụt hẫng vì nó biến Icy từ một kẻ phản diện thuần túy trở thành một phản anh hùng. Hơn nữa, Icy rõ ràng đã nắm trong tay cả trăm cơ hội để cứu vương quốc của mình với sức mạnh của ngọn lửa dòng thiêng, sức mạnh của những trường học phép thuật mà cô ả đã cướp được hay cả những sức mạnh hoang dã. Nhưng nếu suy nghĩ giải phóng vương quốc là cái gốc để Icy làm những việc ác đó thì tại sao cô ả không dừng lại chuỗi tội ác của mình mà còn kéo dài nó thêm? Vừa rồi là tất cả những gì mà chúng ta có thể biết về cô ả Icy, một trong ba chị em nhóm Trix. Nhưng bàn luận về câu chuyện quá khứ của Icy ở mùa 8 chỉ là một góc nhìn và sẽ có rất nhiều cách nhìn nhận khác nhau về vấn đề này. Theo các cậu, liệu tạo ra một quá khứ đau thương cho Icy có thực sự cần thiết? Hãy để lại suy nghĩ của các cậu bằng cách comment xuống bên dưới để mình được biết nhé! Hy vọng các cậu sẽ yêu thích video ngày hôm nay và sẽ tiếp tục ủng hộ cho các sản phẩm tiếp theo của Way to Weird Cartoon. Các cậu cũng có thể xem các video khác của Way to Weird Cartoon bằng cách click vào những đường dẫn sau đây. Hẹn gặp lại các cậu ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì Way to Weird, out!